Các bạn thân mến, trong cái video này thì chúng ta cùng tạo một cái đồ họa cho cái bài giảng bằng cái phần mềm PowerPoint. Đầu tiên các bạn vào cái công cụ, chúng ta đưa các cái hình vào, chúng ta vẽ một cái hình tròn. Sau đó là chúng ta tạo ra một cái hình nó mờ hơn bằng các cái công cụ và cho chúng ta format lại cái hình. Sau đó chúng ta vẽ tiếp một cái hình, nó hình như hình vuông này nhưng mà chúng ta kéo và nó có cái cạnh vàng vàng ở góc, thì chúng ta có thể chỉnh cho nó tròn hơn được. Và các bạn chọn cái hình đó, nhấn Ctrl D, nó sẽ nhấn tiếp ra một cái hình khác nữa giống hệt, chúng ta nhân bản nó ra. Các bạn dùng cái lệnh Ctrl D, nhấn vào cái hình ấy, Ctrl D cái thì nó lại ra tiếp một cái hình nhân bản thứ hai giống hệt, và chúng ta đặt vào 6 cái vị trí xung quanh vùng tròn như thế này. Và bây giờ thì chúng ta dùng cái công cụ, chúng ta sẽ cắt thành rời từng miếng ra, những cái chỗ mối giao lưu này nó sẽ cắt này. Đó, đó chúng ta dùng công cụ và chúng ta xóa bỏ cái nền của hình tròn đi thì nó tạo ra nền trắng luôn. Chúng ta dùng công cụ để thay đổi các cái màu của các đối tượng. Đây là format background. Chúng ta làm cho cái background nó có thể thẫm màu hơn hoặc nó chuyển màu thì chúng ta dùng cái công cụ. Các bạn muốn cái nền của cái background nó như thế nào thì chúng ta điều chỉnh vào. Giờ chúng ta chọn các cái đối tượng và chúng ta sẽ chuyển toàn bộ những cái mảng ở bên ngoài thành màu trắng. Khi chúng ta đã tách được các cái mảnh ra thì khi chúng ta chọn cái mảnh nào thì chúng ta điều chỉnh được các cái màu sắc của cái mảnh đó theo ý muốn. Và bây giờ chúng ta chọn đến cái mảnh ở bên trong, nó đã bị cắt rồi, chúng ta chuyển màu nó. Đó, bây giờ chuyển màu xanh này. Mảnh này thì chúng ta chuyển các cái màu. Màu ở đây thì tùy chúng ta. Chúng ta thích đặt nó ở cái màu nào cũng được.
Sau khi chúng ta thiết kế xong thì chúng ta thêm các cái logo và các cái tít chữ vào các cái thẻ mà để chúng ta sử dụng cho cái phần trình bày của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong các bạn hãy đăng ký kênh Skill Truyền Thông để xem các video tiếp theo.